good. Melt onto my lips the way a snowflake would. You look like you could taste so sweet. I wanna bite into you knowing you will poison me. Kristen Sa xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SCTN và cũng xin chào đón quý vị vào chương trình Heart to Heart trong tuần này. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đang thâu hình tại một nhà bếp mà Christine nghĩ là quý vị sẽ nhận ra nếu mà quý vị khán thính giả có theo dõi chương trình Bếp Nhà Ta Nấu với chị Uyên Thi. Hôm nay Christine có mặt ở đây để mà guest star trong một cái show với chị Uyên Thi và ngay bây giờ thì có cơ hội để mình ngồi xuống và tâm sự với chị Uyên Thi một chút. Cho em xin welcome chị Uyên Thi vào chương trình Heart to Heart và mời chị gửi một lời chào đến với khán giả. Uyên Thi xin kính chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Heart to Heart do Christine Sa phụ trách. Melt onto my lips the way a snowflake would. You look like you could taste so sweet. I wanna bite into you knowing you will poison me. Hush. Cảm ơn Christine Sa đã hỏi về những cái behind the scene, cái trước, cái thời gian trước khi làm một cái chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Thì Uyên Thi cũng rất là mê cái chương trình của Christine Sa Heart to Heart. Bởi vì Uyên Thi coi những cái show mà Christine Sa phỏng vấn thì Uyên Thi thấy là giống như mình thông cảm được cái người đó. Thì Uyên Thi hy vọng những cái chia sẻ của Uyên Thi ngày hôm nay cũng là để mong được quý vị thông cảm trong những cái gì Uyên Thi thực hành trên cái chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Thì chị đã phải làm sẵn một con gà trước rồi có nghĩa là hôm nay tổng cộng là mình phải có 4 con gà. Quý vị thấy ở đây chỉ có một con gà nhưng mà thật ra Uyên Thi phải làm tới 4 con gà. Một con là sống để mình cho khán giả thấy là con gà nó như thế nào. Một con là đã marinate rồi, một con là nướng hơi hơi rồi, bỏ vào lò nướng rồi, một con là hoàn toàn chín để khi mình thay vô mình lấy ra. Hoặc là có nhiều khi Uyên Thi phải nướng trước thêm nữa để Uyên Thi thử coi nó có ngon hay không trước khi mình làm, hoặc là nó có những cái trouble gì trong cái thời gian mà mình nấu hay không. Trong khi đang nghe chị nói nghe bây giờ thì em tò mò, em muốn biết vậy thì mấy con gà kia, ba con gà kia nó đã đi đâu rồi? Chị sẽ làm những gì với mấy con gà đó? Nếu mà Christine Sa hỏi như vậy thì ngày hôm nay Christine Sa sẽ biết là những con gà đó đi đâu. Một con mà đã chín rồi đó thì để mời cho các anh quay hình thưởng thức. Yeah. Một con mà nó vừa hơi chín chín thì lúc đó Uyên Thi sẽ sau cái chương trình đó, trong có thời gian Uyên Thi nướng tiếp, có thể là cho các anh to go, hoặc là một con thì khi mà nó chín sâu mà các anh đi về rồi thì cho con của Uyên Thi thưởng thức. Rồi hai con còn lại là Uyên Thi sẽ mang ra tiệm rồi Uyên Thi nướng lại, và Uyên Thi ướp xong Uyên Thi nướng lại đem để mời mấy người thợ hoặc là mấy người nhân viên ở trong tiệm Uyên Thi cùng ăn, hoặc là mang lên đài Radio Bosa, đài TV đồ để mình chia sẻ với nhau. Vậy thì em may mắn quá, hôm nay em hy vọng là sẽ được một cái to go, một cái sẽ thả bánh canh vào. Và quý vị nhớ là khi thả vào thì mình sẽ để nước sôi lên thì bánh canh nó sẽ không có bị dính với nhau. Accident. Cái cách rang gạo này là có nhiều người làm cho cháo vịt cũng rang gạo, có nhiều người ăn cháo gà, tùy theo cái ý thích của mỗi người. Rang gạo thì không có sợ cái cháo nó sần sần. Quý vị thấy coi chừng nó sôi. Bể rồi. Và cái nước nó sẽ thấm vào trong cái đây rồi, bên đây. Bể. Ôi, hay da, chú thiệt tình. Bể. Accident rồi. Vâng, nói nếu mà nói behind the scene mà các anh quay hình thu hình mà giữ lại behind the scene của Bếp Nhà Ta Nấu, quý vị sẽ rất là thương Uyên Thi. Bởi vì Uyên Thi như con lật đật. Tại vì trong một cái chương trình của người Mỹ thì họ có nguyên một cái ekip, tức nguyên một đội người để mà làm chung. Nhưng mà trong cái kitchen của cái Bếp Nhà Ta Nấu chỉ có một mình Uyên Thi. Từ soạn chương trình, viết chương trình cho tới prepare food,
cho tới làm tất cả những cái thức ăn, ngay cả đưa sau khi cái chương trình đó vừa xong một cái là phải lật đật rửa chén rồi này nọ, tại vì nhà mình thì nhỏ, mình không có thể đem đi chỗ khác, rồi nhiều khi mình cần cái đó mình cũng không có nhiều đồ để mình nấu, mình chỉ có một hai thứ thôi, mình nhiều khi mình xài hết hai ba thứ đó rồi thì mình phải rửa đi và tất cả những cái đó. Rồi chưa kể trong cái chương trình, thí dụ như mình nấu một nồi nước, mình bỏ đồ vô nhưng mà vô tình nó bị trào ra, rồi cái lúc đó mình phản ứng tự nhiên mình la chết cha rồi, chết cha rồi. Hoặc là mình cái nồi đó mình xua là mình dỡ lên là được, nhưng mà tự nhiên nó bị stick xuống cái nồi thì mình dỡ lên hoài không được, nhưng mà tự nhiên lúc mình đang cầm cái nó rớt xuống cái chùm một cái, thì cái xô như vậy là đồ đôi khi nó bị đổ ra, mình phải clean up để mình quay lại. Thì ngay cả bản thân Uyên Thi cực, mà ngay cả những người phụ Uyên Thi, em Uyên Thi, hoặc là những cái anh thu hình cũng phải rất là mệt mỏi, là tại vì mấy anh phải ngồi chờ để cho Uyên Thi làm một cái khác, nồi mà lau chùi hoặc là làm lại để nấu lại để cho nó nó có những cái behind the scene, những cái mà nó bị kêu là accident nghề nghiệp á, nó rất là cực. Mà cái đó là mình chưa nói tới những cái trường hợp mà chị bị thương như là hôm nay cho em muốn xin nếu mà chị mở ra để cho, tại vì Uyên Thi phải dán lại chứ thật ra đúng ra mình phải mở ra để cho nó khô, nhưng mà Uyên Thi có thể dở ra để quý vị thấy tại sao cái vết thương này Uyên Thi bị. Đây là cái nó đã khô rồi đó em, và cái vết thương này đó là đã bị 3 cho tới 4 tuần rồi thưa quý vị. You look like you would taste so good, melt onto my lips the way a snowflake would. You look like you could taste so good. Em muốn là mình dành một vài phút để mình thử những cái món này mình mới nấu. Thưa chị, em đang chờ cái giây phút này cho nên để chị sẽ cắt thử cho Kristen Sa ăn thử một miếng của cái con gà. Như hồi nãy mà chúng ta nấu đó thì Kristen Sa thấy là chị Kristen Sa là làm chanh, nhớ không, vắt một chút chanh vô con gà. Thì bây giờ anh này chị gấp cho em để con thử ăn thử đi. Tuần này đặc biệt trong cái show của chị là không có cái cảnh mà mình thử những cái món mà mình nấu. Đúng rồi, chị ta đi chờ để cho em thử nó mới đúng. Hy vọng là quý vị khán thính giả sẽ đón xem từ cái show đó qua show này và sẽ thử. À, cái dressing em trang vô trong dressing để em thử xà lách. Em phải ăn chung vừa dressing vừa nut vừa strawberry, em sẽ thấy rất là ngon. Nó vừa ngọt vừa giòn vừa mà nó lại có trái cây rất là tốt cho tuổi trẻ của tụi em, rất là thích chua chua đúng không? Mà lại healthy. Rồi bây giờ em thử tới dressing này đâu có dầu đúng không chị? Không, em rất không cần bỏ dầu luôn. Cũng được da. Hình như là em thử hơi nhiều lắm, một miếng thôi. Em không có ngừng được chị ạ. You look like you would taste so good. Melt onto my lips the way a snowflake would. You look like you could taste so sweet. Nó rất là mềm luôn chị. And it's moist. Yeah. Tại vì thứ nhất là mình nướng nó đúng cái thời gian. Cái thứ hai mình đã ướp một chút xíu cái axit là cái chanh vô trong nó. Lần đầu tiên mà em thích cái phần breast. Dạ, thử gà. Rất là ngon. Nhưng mà bây giờ sợ là không biết em khi mà em về em thử làm một mình em là có được hay là không. Chắc chắn là nó sẽ có một chút xíu cái nào đó nó không có được như cái hôm nay, nhưng không ít thì nhiều, đó là lần đầu tiên. Mình nấu lúc nào nó cũng không có bằng một cái người đã từng kinh nghiệm. Nhưng nếu mà em làm khoảng chừng 3 lần em sẽ bằng chị. You look like you would taste so good. Mà chị và ông xã chị vẫn cùng nhau lo cho con. Thành ra 4 đứa con, chị được 4 cháu. 3 cháu trai, đứa lớn nhất thì là 27 tuổi. Và cháu nhỏ nhất là 17, năm nay là 18 tuổi. Thì đã 12 năm rồi chị sống trong cái cảnh coi như mẹ single mom mà nuôi con đó. Thành ra mẹ cũng là mình mà cha cũng là mình. Thành ra nó cũng hơi khó khăn trong vấn đề đó. Và vì vậy cho nên cái cuộc sống của chị nó tất bật nhiều hơn. Và nhiều khi trong những lúc mình tủi thân hoặc mình buồn thì mình lại thích làm việc hơn. Và chị rất là dễ khóc.
Chị cười rất là nhiều nhưng mà chị dễ thông cảm với những người có cùng hoàn cảnh với mình hoặc là những người xấu số hơn mình. Chị thích giúp người ta. Và nhiều khi nói tới cái cuộc sống mình thì sorry Christina cũng như là quý khán giả, cuộc sống chị nó không có may mắn. Này, đây là lời của